Liên quan tới vụ tai nạn thương tâm cách đây 5 ngày trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk làm 12 người thương vong, Sở Giao thông Vận tải tỉnh này mới đây khẳng định, thiết bị giám sát hành trình trên xe khách 16 chỗ, biển kiểm soát 47B00488 gây tai nạn đã bị mất liên lạc trước đó 21 ngày, cụ thể là từ ngày 11 tháng 9 năm 2014. Theo bà Dương Thị Ngọc Trong, Giám đốc Xí nghiệp Vận tải, chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý Bến xe Đắk Lắk, từ ngày 20 tháng 9, Xí nghiệp Vận tải đã ngừng cấp lệnh xuất bến, nhưng chiếc xe khách mang biển số 47B00488 vẫn lén lút hoạt động, dẫn đến vụ tai nạn nói trên. Trước đó, chiều 1 tháng 10, trên quốc lộ 14, đoạn qua địa phận thôn 1, xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, xe ô tô 16 chỗ 47B00488 của hãng xe Thanh Hiếu do Trần Thế Nam điều khiển đã đâm vào xe máy 77M2-1844 do ông Võ Trung Trực, xã Ea H'leo lái chở vợ là bà Bùi Thị Hạnh. Tai nạn khiến vợ chồng ông Trực, bà Hạnh tử vong tại chỗ, chiếc xe lộn 2 vòng và bay ra lề đường khiến 11 người trên xe bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Ea H'leo.